Ồ. Nhà nước cũng cấm nhưng mà cấm cũng không xuể. Thử ra dân thì người này không bắt người kia bắt thì họ cuối cùng thì ai cũng rủ ra ngoài đồng bắt bằng điện đó. Đây là dưới đồng bằng ngập nước nha bà con, cách xa núi cũng cỡ khoảng cách xa chân núi cũng khoảng 2-3 cây số nha. Cánh đồng này là ngập nước đó. Tính chạy theo con đường nay trời rất đẹp. Ngày mai là lễ hội đua bò của tỉnh An Giang tổ chức. Nếu mà mai đẹp thì nó là quay phim đẹp. Trước người ta làm cầu khỉ, người ta đi bộ qua. Còn bây giờ phải có xe gắn máy, thành thử ra người ta làm cầu dán để cho xe gắn máy đi qua nè. Còn hồi xưa cầu khỉ thì người ta đi chỉ có người đi thôi, thành thử ra đi cũng không sao. Nhưng bây giờ thì người ta sử dụng xe gắn máy nhiều, thành thử ra người ta làm cầu bắc qua kinh rạch, bây giờ người ta làm cầu dán. Còn chỗ nào mà có điều kiện thì người ta cho làm cầu sắt hoặc cầu dây. Cái này đường này đường bờ đê đi lên núi luôn, có người đi bộ xuống. Kinh ở dưới kia là kinh 13 hả chị? Bên đây bên đường bên đây đi không được nhưng mà đường bên đây chắc đi được. Lội bộ thử đó dài từ trên chợ dài ha là à. Chị này chỉ ở kinh 13 nhưng mà chỉ đi đường này. Con đường này nè, đường này là đi nãy có chiếc xe gắn máy nó chạy đường này qua nè. Qua cái cầu cây đó đó, dòng lên núi. Khúc này là đồng ngập nước, người ta cũng, mấy ông này cũng bắt cá nhiều lắm nè. Toàn là ấy công điện thôi.
chiếc xuồng mà có cung điện đó, nó có hai cái râu con trước. Râu đó, râu điện đó, hai ở đây hai chiếc nè. Ông đi qua, ông đi lại. Người ta cưới ta cứ chống vậy, người ta chống đi dọc đi trên mấy cái ruộng này cả ngày vậy, rồi kiếm cá, cá lóc là khỏi chạy, cá lóc mà đụng cái này là dính hết, tới lươn chui dưới đất mà còn dính, nó đây có cá ổng xịt nữa, chút nữa ổng nếu có là ổng nhảy xuống ổng mò. Chuẩn bị xuống mò. Nãy mà con cá bị giật ngay chỗ đó mà có là ông mò mò và đụng nó đó, ông bắt thảy vô xuồng. Không phải là xiệt là dính. Hên xui, cũng còn hên xui thôi. Chỉ trừ khi con cá nó lủi xuống đất á, rủi xuống sình á, thì lúc đó mới hy vọng là bắt nó, tại vì nó còn ở tại chỗ. Còn nếu mà nó giật nó quảng nó chạy thì không có, bắt không được. Ta có nuôi con bầy vịt nè, vịt vịt này là vịt chay đồng á, vịt này như ta có sơn màu á. Cái ruộng ở dưới này mà ngập nước là người ta kêu ruộng dưới, còn ruộng trên đó là mấy cái ruộng mà nó nằm ở sát chân núi, nó không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ruộng dưới là còn có hệ lũ lụt là nó ngập, mà nếu đê bao thì không sao, mà không đê bao là nó ngập nước, nó ngập linh láng như thế này nè. Các bạn thấy không? Trời ơi, đây tới ba ông đi xịt luôn nè, ở đây hai ông phải không? Ăn trước này nha ông nữa nè. Xe cửa này cá chạy đâu khỏi. Cái này là chỗ này thôi chứ trên nguyên cánh đồng này không biết bao nhiêu ông.